Chim lồng cá chậu, hay còn gọi là Người vợ cá vàng, là loạt phim Nhật Bản mới của Netflix kể về chuyện tình yêu bị ngăn cấm. Đây thật ra là bộ phim tình cảm dành cho người lớn với nhiều cảm xúc, mô tả chân thực và trực tiếp về tất cả các nhân vật mà mối quan hệ phức tạp của con người giữa nam và nữ. Chú ý rằng đây là bộ phim có nội dung 18+ nên các bạn cân nhắc khi xem. Bất chấp chủ đề nhạy cảm và sự không chung thủy, kịch bản sẽ truyền tải cách mà đàn ông và phụ nữ yêu nhau và tầm quan trọng của gia đình trong cuộc sống. Bộ phim gốc của Netflix, Goldfish Wife, được chuyển thể từ manga cùng tên do Kurosawa sáng tác. Tác phẩm đã được đăng nhiều kỳ trên Mecha Shueisha và đã bán được hơn 2,8 triệu bản. Bộ manga nói về những cuộc tình bị cấm đoán của những người phụ nữ được đặt ra trong nhiều hoàn cảnh và suy nghĩ khác nhau. Ryoko Shinohara sẽ đóng vai Sakura, một phụ nữ xinh đẹp luôn có ước mơ và mục tiêu riêng của mình nhưng không thể thực hiện vì một tai nạn thương tâm và phải kết hôn với chồng mình, người đang điều hành một chuỗi tiệm làm tóc cực kỳ thành công. Cuộc sống của Sakura được nhiều người ghen tị vì được cho là hoàn hảo, nhưng thật ra mọi người không biết rằng có những bí mật đen tối ẩn sau lối sống hào nhoáng của cô ấy. Chồng của cô là một người thành đạt trong xã hội, anh được nhiều khách hàng và nhân viên tận tâm yêu mến, nhưng lại mang một bộ mặt khác ở nhà khi thường xuyên bạo hành vợ bằng lời nói và thể xác. Mặc dù vậy thì Sakura vẫn tin chắc rằng cô nên điều hành tiệm cùng với chồng và không thể rời bỏ anh ta. Cho đến một ngày khi Sakura có một cuộc gặp gỡ định mệnh trong cửa hàng cá vàng mà cô tình cờ ghé qua. Cô tự so sánh mình với con cá vàng đang bơi trong bể cá, trong khi Haruto Toyota do Takanori Iwata, quản lý của một cửa hàng bán cá vàng ở thị trấn, quan tâm đến cô. Cuối cùng thì Sakura trốn khỏi nhà vì không thể chịu đựng được sự ngược đãi của chồng mình nữa và tìm đến Haruto Toyota. Liệu đó là một cuộc trốn chạy nhất thời hay là tình yêu định mệnh? Bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Shinohara Ryoko sau những lùm xùm về cuộc sống hôn nhân, có nhiều điểm tương đồng với cốt truyện của bộ phim, được yêu mến và biết đến qua những tác phẩm nổi tiếng như Last Cinderella, Hakano no Hinkabu hay là Unfair. Shinohara Ryoko sẽ tiếp tục chứng minh khả năng hóa thân của mình trong vai diễn Sakura Hiraga này, mạnh mẽ và đầy phức tạp. Còn Takanori Iwata sẽ đảm nhận vai diễn Haruto Toyota, một người cũng mang nỗi đau trong quá khứ. Nam diễn viên chia sẻ, khi đóng nhân vật này, tôi đã cố gắng hết sức để cho thấy anh ấy vượt qua mọi chuyện như thế nào. Kể từ khi gặp Sakura, anh đã phải đối mặt với những xung đột, định kiến và khó khăn khi dựng mối quan hệ với cô ra sao. Cá nhân tôi nghĩ rằng tôi đã được định sẵn cho vai diễn này.